không muốn xuất hiện trên cái kênh của anh nữa, xóa đi. Lúc đó anh ta nói cho nhắn lại câu phát him cho bạn, phát him. Anh ta đang đang đi chơi ở Cancun đúng không? Anh ta đang đi chơi ở Mexico, nghĩa là lấy tiền cash tiền của trên đồng tiền ảo ra, và anh ta tổ chức đi party, đi chơi đồ này nọ Cancun rất là vui, như sử dụng hình ảnh của mình liên tục, nghĩa là mình không cho nhưng mà vẫn xài liên tục các bạn. Mình đã nói là không được sử dụng hình ảnh của mình nữa, nhưng mà anh ta vẫn lì, ẩn mở xóa, tăng bot liên tục, làm mọi cách để dính tới cái tên mình để PA cho cái đồng tiền đó các bạn. Thì anh ta biết là anh ta không có năng lực để làm đồng tiền nó lên, và bất kỳ một thằng rapper nào ở tại Mỹ cũng không đủ năng lực để làm đồng tiền nó lên ngoài trừ mình. Nên anh ta dùng đủ mọi cách để dính cái tên của mình vô các bạn, trên fanpage, là trên báo, trên YouTube, bất kỳ một thứ nào anh ta đều muốn dính tới mình để được PA cho đồng tiền này. Thì anh ta nhắn tin là phát him cho Vương đó các bạn, nghĩa là anh ta không muốn xóa. Thì lúc đó là mình về, mình đã đánh một gậy cho kênh anh ta các bạn, nghĩa là mình đánh một gậy, nghĩa là bình thường là mình đánh chết kênh được luôn các bạn, nhưng mà mình đánh một gậy cảnh cáo đó. Anh ta nhắn lại là tại sao đánh kênh gậy của anh ta này nọ các kiểu các bạn. Rồi tại vì tôi đã nói anh rất là nhiều lần là không sử dụng hình ảnh của tôi để cho mục đích quảng cáo riêng của anh này nọ, không có sự đồng ý của tôi mà anh vẫn sử dụng, thì đánh một gậy và kêu á. Và lúc đó mình yêu cầu xóa hết tất cả video trên kênh của mình, trên kênh của anh ta, anh ta xóa các bạn. Sau đó anh ta nói là, anh ta mới nói là tại sao mày sử dụng hình ảnh của tao trên kênh của mày mà tao sử dụng không được. Mình mới nói chứ, xong mình đơn giản lắm bạn, mình đơn giản lắm, chạy vô bay màu hết các bạn, bay màu hết tất cả hình ảnh của anh ta trên cuộc đời mình luôn các bạn. Anh ta quay lại chắc, anh ta quay lại nhắn cho Vương chứ, má cái thằng con nó nghĩ nó là ai vậy, tại sao nó lại xóa những cái video đó, rồi tại những cái video đó, anh hiểu không các bạn, không tại cái video đó là anh đi đâu cũng nhắc về cái đồng tiền ảo hết đó, bỏ lên có lợi mẹ cho mình đâu, có lợi cho anh ta mà các bạn đó. Mình vẫn sống, mình vẫn rất là tình nghĩa tới với động, mình ta lừa mình như vậy rồi, người ta lùng đủ cách để nhiệt thịt siêu hình ảnh của mình như vậy rồi, mình vẫn giữ nguyên như vậy. Nhưng anh ta lại nói lại câu là sao sử dụng hình ảnh của tao và không cho tao sử dụng ảnh của mày. Ok, thì cho bay màu hết, quay qua chặt tại sao xóa hình ảnh của tao hết vậy, để cho cái đồng tiền ảo nó cắm mặt nó. Trời má, mình không hiểu nổi là trong đầu người ta chứa cất chứa gì trong đầu luôn, thật sự mình không hình dung được. Tới bây giờ mình sắp xong, mình ngồi mình nói với các bạn mà mình không hiểu mình đang nói cái gì luôn, tại sao mình phải nói về cái thằng vú liếm này luôn á. Cả tháng này mình yêu, mình muốn là cái chuyện đó, mình mất tiền mất đồ cái kiểu, mình mất tiền mất danh tiếng cái kiểu, mình bỏ qua, mình không muốn nói nữa các bạn. Nhưng mà anh ta cứ lên, anh ta chà đạp uy tín của mình, làm mọi thứ. Anh ta thấy mình mở nhà hàng, anh ta cây cú các bạn, anh ta cây cú kinh khủng luôn, nghĩa là thấy ai mà làm ăn thành công được này nọ cái kiểu là anh ta vô phá ngang phá dọc lên báo, nói xỉ sói lung tung xà phèn hết, tại sợ mình thành công các bạn. Nên mình nói là cây ngay không vợ chích xích chích đứng các bạn ạ. Mình nói mình khi nãy giờ mình nói với bạn, mình nói thẳng với camera, mình nói những gì là nói sự thật, mình không có bị nó có chuyện gì ra để mình nói hết. Nên mình việc gì mình phải nghe ngang nghe dọc như là bạn biết, trong học luật, trong tâm lý học mà cái người nào mà nói chuyện á mà cứ bắt là đảo trái đảo phải nè gì này, này nghĩa là người ta đang nói láo các bạn ạ. Người ta suy nghĩ các bạn, người ta suy nghĩ các cái hướng gì nó có lợi cho mình, người ta gọi là hại người lợi mình mà, người ta bị ra cái chuyện tào lao đặt đó, nên người ta cứ nhìn lung tung sẽ phèn hết. Còn tôi đâu, tôi nhìn tại vì tôi mỏi cổ với ông nội, tôi mỏi lưng nữa nè. Nhưng khi mà tính tôi là hay nói thẳng lắm, tôi ăn dở tôi nói dở, ngon tôi nói nhờ ngon vậy thôi. Nhưng mà lừa đảo tôi, bôi nhỏ xúc phạm, rồi nói tôi là thằng ăn cắp ăn cướp, trong khi là cướp tiền của tôi đã bỏ qua rồi đó. Tôi bỏ qua cướp tiền của tôi 35 tỷ tôi bỏ qua rồi đó. Bây giờ tôi đầu tư nhà hàng, tôi muốn đầu tư $1 triệu tôi bỏ vô nhà hàng. Anh ta quay ra bôi nhỏ nói tôi lấy $1 triệu của anh ta ở đâu ra vậy ba, cho mẹ số ví coi nè. Và mình nói luôn á là cuộc đời của mình á chưa bao giờ lấy một cắt nào của anh Thánh Vũ Liếm, và anh Vũ Liếm đã lấy rất là nhiều tỷ đồng của mình rồi à nha. Nên đừng có lên đó mà đi gặp ai cũng nói là mình làm một tiền ảo nó sạch nữa. Giờ chỉ là để giải thích cho bạn hiểu về cái mối quan hệ của mình và anh Thánh Vũ Liếm thôi. Và anh ta đã bôi nhỏ xúc phạm danh dự mình rất là nhiều, lung tung mà phèn hết rồi, lợi dụng mình, tên tuổi mình để PA đẩy tiền này lung tung hết. Và mình không khuyến khích bất kỳ bạn nào mua bán tiền ảo hay là trader hay làm bất kỳ thứ gì hết đó. Cái tiền của bạn là của bạn, quyết định của các bạn là
do các bạn không ai ép các bạn được đó. Nên tài tiếp theo sẽ mấy ông sẽ hỏi là tại sao mà đã xóa hết hình ảnh này nọ các kiểu hết rồi mà sao vẫn còn đeo cái cọng dây chuyền thánh giá này. Thì thật sự mình đeo cọng dây chuyền thánh giá này á là để mình luôn luôn nhắc nhở trong thâm tâm mình á là khi một kỳ một người nào đó đến với mình, người ta có bào tiếng hay là bào tiền của mình hay không, đây là một bài học rất là đắt giá mà mình đã bỏ ra như mình nói là 30 tỷ để học rồi các bạn ạ. Thì mình phải đeo cái này để luôn luôn nhắc là mình phải cẩn thận các bạn trước những người lạ đến với mình. Thì bài học này nó quá đắt giá luôn các bạn. Nó là thế là tại vì mình vẫn đeo các bạn ạ, chứ không phải là mình đeo ở đây nghĩa là mình vẫn chơi với ông nội thánh bú liếm các bạn. Mình rất mong cuộc đời anh ta đừng bao giờ bước chân vào cuộc đời mình lần nào nữa. Giống như là các bạn hiểu là giống như là bạn đi ra ngoài chiến trường thì khi bạn bị thương á, nó để lại bạn một vết sẹo. Thì nó bạn có muốn xóa vết sẹo nó cũng không có được. Nó luôn luôn nhắc nhở cho bạn biết là cái đó là một cái sự kiện lịch sử các bạn đã trải qua. Thì cái cọng dây chuyền này nó cũng y chang vậy các bạn. Nó là một cái sự kiện bạc đắt giá trên đất Mỹ của mình. Đối với thánh bú liếm các bạn ạ, mình phải đeo để luôn luôn nhắc nhở, mỗi lần đeo vô xong mình ngủ hàng ngày đi xúc miệng đi đâu đi đồ vô nhà vệ sinh nhìn vô gương nhìn cọng dây chuyền này đều nhắc nhở mình phải luôn luôn tỉnh táo các bạn. Mình chơi quá tốt, mình chơi hết mình để người ta lại chơi lại hết hồn các bạn. Nhiều bạn sẽ comment nói là thánh bú liếm nó thì chơi toàn là giang hồ băng đảng rồi súng đạn rất là nhiều, thì lúc mà lên nói như vậy là không có sợ à? Thật sự là con người ma trái sợ các bạn, anh ta là giang hồ rồi anh ta sống bất nhân bất nghĩa bất tính thì nói chuyện chở búa đòi uy hiếp mình luôn rồi mà nó phải là cầm súng lên khoe, các bạn thấy không, lên trang cá nhân của anh ta cầm súng lên khoe này nọ là anh ta đang kèm mình các bạn, nghĩa là mình mà lên tiếng móc phốt anh ta là anh ta sẽ xử mình. Anh ta gọi là đe dọa mình rất rất là nhiều lần rồi. Thì một người bình thường ai mà chả sợ mình với thằng du học sinh chân ướt chân ráo qua Mỹ mình đi làm video gọi là nói về lịch sử văn hóa địa lý cho bạn xem thôi, chứ mình cũng không có muốn dính vô những cái thành phần này các bạn ạ. Nhưng mà người ta nói là con dung xé quét cũng quằn, thì lên đây mình nói cho bạn biết để cho những cộng đồng người Việt ở đây hoặc là bất kỳ bạn nào muốn hợp tác với anh ta thì biết được cái bộ mặt thật của anh ta như thế nào để còn né tránh các bạn. Thì nếu mà sau video này là mình không có video nào lên nữa thì bạn hiểu là mình cũng bị anh ta thủ tiêu rồi các bạn đó. Thì đó là chuyện gọi là gặp xui gặp hạn thôi, chứ gặp con người bình thường mà ai chả sợ bạn, súng ống súng đạn rồi mình đã cũng cầm ra rồi qua thử rồi các bạn, bắn in xèo này nọ cái kiểu mà bên Mỹ lại tự do súng đạn nữa. Và anh ta luôn luôn câu thứ hai là anh ta đọc là BA giao động đó, câu thứ hai là anh ta là sẽ uy hiếp tính mạng của ai mà nói ra sự thật cho các bạn. Thì mình dùng nếu bài anh ta cứ suốt ngày anh ta nói trắng thành đen luôn thì chắc chắn là thà mình chết để mình lấy lại uy tín danh dự cho mình còn hơn là mình suốt đời mang cái tiếng là thằng cướp giật gì đó rồi lấy hết 1 triệu đô la rồi lừa đảo người này người kia. Thà chết mà còn mình còn được gọi là tiếng thanh sạch thì các bạn nhớ đi thăm viếng mình đầy đủ người ta. Thật sự là mình gặp chúng đúng giang hồ rồi các bạn ạ. Thật sự là mình qua đây thì gặp đúng ngay giang hồ rồi, chơi băng đảng súng đạn rồi. Thì không biết là tiếp theo mình có video tiếp theo cho bạn coi hay không. Thì mình không biết các bạn, nhưng mà mình ngồi đây nói cho bạn, nghĩa là mình đã lấy hết can đảm để nói cho bạn nghe rồi. Tiếp theo có thể anh ta sẽ xử mình. Người ta súng đạn nhiều mà các bạn chơi băng đảng này thì thật sự bên này Mỹ súng đạn thì bạn bỏ tiền ra khoảng tầm 5-10 ngàn thì với tụi nó mà các bạn nó cần tiền để đi hút chích đồ các bạn thì nó sẽ làm được liền, nó làm được dễ. Mình một khẩu súng thì khoảng mấy trăm đô à, thì mình sẽ không biết là mình có sống sót để mình học xong ở tại Mỹ hay là khai trương nhà hàng hoặc làm review tiếp theo cho bạn xem làm chung với Mayuko nữa hay không. Nhưng mà mình phải lên nói sự thật các bạn. À, thì mình không thể nào vì một người mà sống quá bất nhân bất nghĩa bất tính như vậy mà cầm súng lên uy hiếp mà mình không lên tiếng được các bạn, thì mình phải lên tiếng thôi các bạn. Cái tiệm của mình lại tiệm của anh ta cách nhau có 15 phút thì chắc chắn mình ra vô bạn biết rồi, đoạn này súng đạn tự do mà tao biết trước được ngày mai được, nên bây giờ mình phải lên tiếng thôi.